Không phải ai trên cuộc đời này đều có lòng vị tha và bao dung đủ lớn để tha thứ cho ta những lần ta phạm lỗi và khiến họ bị tổn thương. Và không ai chưa từng một lần khiến người khác đau lòng. Câu chuyện đáng suy ngẫm sau đây sẽ khiến bạn nhớ đến câu nói của người xưa: uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Câu chuyện Những Chiếc Đinh. Một cậu bé nọ có tính xấu là hay nổi nóng. Một hôm, người cha đưa cho cậu một túi đinh rồi nói: mỗi khi con nổi nóng với ai đó, thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ. Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Sau vài tuần, cậu đã tập kiềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Đến một ngày, cậu bé đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ đinh ra khỏi hàng rào. Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm, cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình, bảo rằng đã không còn một cây đinh nào trên hàng rào nữa. Người cha đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu: con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không còn như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này. Chúng để lại vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi mãi. Vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả vết thương thể xác. Cuộc sống hàng ngày luôn tồn tại vô vàn áp lực. Đôi lúc, khó khăn và thử thách ùa nhau kéo đến, khiến bạn không thể giữ bình tĩnh. Bạn đã từng nổi nóng với đồng nghiệp một cách vô cớ. Những kết quả không như mong đợi hoặc vấn đề cá nhân khiến bạn trút giận lên nhân viên của mình. Kiềm chế cảm xúc tiêu cực của bản thân quả thật rất khó. Càng khó hơn khi bạn ở cương vị người quản lý, điều hành. Thực tế, khi cơn giận qua đi, cảm giác hối hận hoặc áy náy vì làm tổn thương ai đó cũng chẳng nhẹ nhàng chút nào. Đinh có thể nhổ ra, nhưng vết đinh thì không thể xóa. Những ký ức đau buồn không chỉ có người nhận mới cảm thấy tổn thương, mà cả người làm điều đó cũng sẽ day dứt trong một khoảng thời gian dài. Khi nóng giận, bạn thường mất đi sự kiểm soát của lý trí mà chỉ có cảm xúc cực đoan và một thái độ tàn nhẫn, chỉ muốn tất cả mọi thứ phải tuân theo cảm xúc nóng giận của mình. Hàng rào có sơn mới cũng không thể nào che được những vết đinh lồi lõm xấu xí. Lời nói gây tổn thương cũng sẽ để lại những ký ức, ấn tượng xấu xí trong lòng lẫn nhau. Bạn hãy tự nhận thức những nỗi đau để học cho mình một thái độ ứng xử đúng đắn và chuẩn mực nhất. Hãy biết kiềm chế đúng lúc, đúng chỗ, đúng người. Trân trọng các mối quan hệ quanh mình. Đừng vì nóng giận mà khiến tình cảm tốt đẹp ấy xa rời vì những điều không đáng. Nếu bạn tìm được sự đồng cảm khi nghe câu chuyện này, hãy dặn bản thân luôn cân nhắc và cảm thông nhiều hơn trong mỗi hành động với người xung quanh. Bạn sẽ không bao giờ phải chia tay một mối quan hệ chỉ bởi sự nóng nảy, thậm chí gây họa cho chính mình. Mỗi từ chúng ta thốt ra có sức mạnh to lớn. Lời nói lương thiện có thể cải biến mọi thứ xung quanh. Lời nói đầy thù hận có thể làm hỏng bất cứ ai. Bạn có bao giờ phản ứng tiêu cực vì tức giận và sau đó cảm thấy hối hận không? Hay bạn có để trong lòng và lo lắng chỉ vì một chuyện cỏn con không? Vậy làm sao để chuyện này ít đi hoặc không còn xảy ra với bản thân nữa? Kiểm soát cảm xúc chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là đối với người trẻ. Kiểm soát cảm xúc là làm chủ cảm xúc của bản thân để xử lý các vấn đề xảy ra một cách tỉnh táo. Những người thành công thường có khả năng kiểm soát cảm xúc rất tốt. Video hôm nay sẽ giúp bạn có những bí quyết để kiểm soát cảm xúc tốt hơn, giúp bạn mạnh mẽ hơn về tinh thần và dễ dàng thành công hơn trong cuộc sống. 1. Thực hiện các hành động đơn giản. Thả lỏng cơ thể và hít thở sâu để giữ bình tĩnh.
Hãy thả lỏng cho đôi vai, đôi mắt, phần trán, toàn bộ cơ thể để xoa dịu tâm trí và thư giãn nhẹ nhàng. Nó kích hoạt hệ thống thần kinh giao cảm, giúp làm dịu những cảm xúc tiêu cực đang bị kích thích cao độ trong bạn như lo lắng hoặc tức giận, đồng thời cũng giúp bạn sáng suốt hơn. 2. Kiểm soát bằng trí óc. Hãy nhìn mọi việc với thái độ tích cực và lạc quan, nhìn thấy những ưu điểm, phẩm chất tốt của người khác thay vì chỉ trích những khuyết điểm của họ. Hãy xem khó khăn là động lực để học hỏi nhiều hơn và phát triển tốt hơn. Dùng những từ ngữ giao tiếp dễ chịu hơn, hòa nhã, làm giảm nhẹ những căng thẳng trong những cuộc tranh luận. Hãy luôn khích lệ, động viên bản thân thay vì cứ dằn vặt và tự trách móc mình. 3. Tự tin là một yếu tố cần thiết. Người tự tin luôn làm chủ cảm xúc, không dễ bị ảnh hưởng bởi những đánh giá, phán xét của người khác. 4. Không căm ghét những người chúng ta căm ghét. Sự căm ghét thường làm chúng ta mệt mỏi, chứ không bao giờ ảnh hưởng đến những người chúng ta ghét. Nó cũng giống như tự mình uống thuốc độc, rồi ngồi ước rằng người mình ghét sẽ bị chết. 5. Thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Đôi lúc, những suy nghĩ tiêu cực cứ ám ảnh trong đầu bạn. Bạn hãy chuyển hướng suy nghĩ của mình bằng cách thay đổi môi trường xung quanh như đi bộ hoặc làm một việc gì khác. 6. Xem một đoạn video hài hước hoặc hình ảnh truyền cảm hứng. Những niềm vui nho nhỏ này tuy đơn giản nhưng có khả năng xua tan những cảm xúc tiêu cực một cách mạnh mẽ. Tâm trạng của bạn sẽ mau chóng trở lại bình thường. 7. Học cách chấp nhận. Trong cuộc sống, đôi khi có những điều không thể thay đổi. Học cách chấp nhận sẽ giúp bạn kiểm soát cảm xúc tốt hơn. 8. Hạn chế cà phê và nước ngọt. Những loại thức uống này cung cấp cho bạn nhiều năng lượng. Tuy vậy, nó cũng gián tiếp gây ra những cảm xúc tiêu cực bởi chứng mất ngủ. Hãy có chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh để cải thiện sức khỏe và hạn chế những cảm xúc tiêu cực. Bạn cũng đừng quên luyện tập thể dục vì đây cũng là cách hiệu quả giúp cải thiện tâm trạng. 9. Luôn mỉm cười. Hãy nhìn mọi người, mọi việc bằng thái độ tích cực và luôn mỉm cười dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra để hạn chế những cảm xúc tiêu cực nảy sinh. Thay đổi một thói quen không phải dễ dàng. Để kiểm soát được cảm xúc cũng không phải ngày một ngày hai mà có được. Bạn phải thay đổi dần dần. Kiểm soát cảm xúc giúp bạn trở về trạng thái cảm xúc cân bằng. Hãy thường xuyên rèn luyện bản thân kiểm soát được cảm xúc của mình. Suy nghĩ tích cực để các mối quan hệ tốt đẹp hơn và thành công hơn trong công việc. Cuộc sống của bạn cũng nhờ thế mà trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn. Đồng thời, nó còn giúp bạn nhận ra được giá trị của bản thân mình. Nếu bạn tìm thấy được điều gì đó hữu ích, đừng tiếc một like cho video này nhé. Và hãy chia sẻ để có thêm nhiều người có được những điều bổ ích cho cuộc sống. Hãy comment bên dưới nếu bạn còn có những suy nghĩ, mong muốn gì thêm cho video. Đây cũng là động lực để chúng tôi làm tốt hơn cho những video sau. Và nếu bạn vẫn còn muốn xem tiếp những video khác, hãy nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để nhận được video mới nhất. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến kênh. Chúc mọi người có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và mãi đồng hành cùng kênh Điều Bạn Quan Tâm nhé.